hậu Lê Hoàng Phương gặp lại ekip quay phim và câu chuyện truyền cảm hứng. Không phải không mình ăn đâu mà mấy anh cô tô nữa. Hỏi em là, ủa sao giờ này còn đi thi vậy em? Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Động lực lớn dữ lắm. Hôm nay em gặp mọi người em cũng bỡ ngỡ. Em không nhớ gì hết á, em chỉ nhớ như thế thôi. Không hiểu sao luôn á. Trời ơi, buồn. Giờ sao anh? Giờ anh thấy em giờ sao? Giờ anh thấy em đúng thời điểm chưa? Chính rồi, chính rồi. Chính rồi hả? Tại vì bữa đó em chả kêu, lỡ em nói nhiều, em chia sẻ nhiều xíu thôi. Anh nói là sao, lỡ sao này còn tuổi này mục tiêu hoa hậu của em. Sao này còn tuổi này mục tiêu hoa hậu của em. Nhớ mãi câu nói ấy. Trời ơi, chị em ta kiếp này ha, mình gặp nhau rồi kiếp sau mình đâu còn gặp nữa. Mà kiếp này á, gặp rồi không biết giữ gìn để chơi. Anh ơi, anh ơi mày. Hồi xưa anh khoe con trong chương trình Người Đẹp Truyền Cảm Hứng của Hoa Hậu về Việt Nam 23. Mà anh thấy con nói chuyện hay quá. Trời ơi nè. Anh á, sau cái anh nói là em bao nhiêu tuổi rồi. Con nói con 27 tuổi. Anh nói con là con mình cũng phải đi Hoa Hậu chứ gì em. Luôn. Dạ nói 2 ngày trời, quay 2 ngày nói 2 ngày luôn. Dạ. Trước mày chưa bây giờ mày thấy cô hoa hậu là già như con này hay sao? Chưa bây giờ mày thấy cô hoa hậu là già như con này hay sao? Mày mà chửi nó cho. Người ta già người ta có kiến thức. Người ta hở là được hoa hậu. Trời đất ơi, đúng là đâu có mà đẹp mà vô chi. Thì là đây làm gì? Con xứng đáng là hoa hậu, con xứng đáng là hoa hậu. Đúng. Dạ. Đứa nào mà nói với con không? Đứa nào mà nó 27 tuổi mà chưa hoa hậu, nó đập chết chưa? Đập chết chưa? Mới có tháng 7 thôi. Tháng 10 sai hello 28 tuổi qua ngày 27 tháng 12. Ai quy định 27 tuổi mà không được làm hoa hậu? Ai quy định? Ai quy định? Con đúng luật của cuộc thi mà. Đúng. Có tiền đúng cuộc thi, đúng luật con mới chơi mà. Đúng rồi, khi nào mà hoa hậu nó là ví dụ hoa hậu là dưới 18 tuổi mới là hoa hậu. Hoa hậu trên 21 tuổi là hoa hậu. Hoặc là hoa hậu là dưới 30 tuổi là hoa hậu. Còn hoa hậu mà già quá thì 27 tuổi mới còn thi hoa hậu được tại vì người ta đẹp. Sắc đẹp này nó chín mùi đó con. Dạ đúng không? Ờ, một năm nữa thôi, chung lèo nó khác. Nữa thôi, nãy chung lèo nó khác. Trời ơi, cái gì mà con bé nó xinh có thể thả được. Trời ơi, đau nói. Ủa, đó, tất cả cái gì mà đang nói là nó ngược hết. Mẹ mẹ nè nha. Nhiều phải vô là vợ nha mọi người. Dạ mọi người ơi. Tí xóa nhiều vợ. Không biết gì hết, con mới vô lại thôi. Nha, em nói vậy thôi chứ ví dụ mấy cái sụt của em quay góc đẹp giùm em nha, góc em có bên trái.